phải lao vào Hello, chào các bạn đến với Vlog. Rồi tán số lính của bạn hy sinh về Berlin. Tôi còn nhớ, ngay từ khi đang huấn luyện ở quân trường, thì đã nghe tới việc sốt rét ở chiến trường Campuchia. Và rồi, cái lần đầu tiên bị sốt rét cũng đã tới. Thật là kinh khủng với những cơn lạnh. Cái lạnh như từ trong xương phát ra, đắp bao nhiêu mền, rồi quần áo dập lên cả đống mà vẫn cứ thấy lạnh. Hai hàm răng cứ đánh vào cả với nhau. Từng chừng vài phút thì cơn rôn ập tới, làm cả người cứ rút lên bẩn bẩn. Cái lạnh không biết cả thế nào. Chừng 20 phút sau thì hết lạnh, liền lại là những cơn nóng, nóng như đốt cháy ra thịt. Nhất là cái đầu và trong hơi thở. Sao mà cái hơi thở nóng quá đi. Tôi cứ tưởng tượng nếu mình cứ ngậm cái hột trứng gà vào miệng, chắc cũng dám chín luôn quá. Hết nóng đến lạnh, rồi hết lạnh đến nóng, thật đúng nghĩa là sốt rét. Qua được cơn sốt rồi thì người mệt mỏi vô cùng, đầu nhức nhối và chóng mặt, thấy vật gì cũng cứ quay cuồng, đứng không vững được, lúc nào cũng cứ muốn nằm. Thế là mỗi ngày phải lên y tá 2 lần để chích và uống thuốc. Những viên thuốc khí ninh vàng, những mũi chích quy ninh đã làm cho tôi rất sợ. Thuốc uống thì đắng ơi là đắng, còn thuốc chích thì xứng với cái danh từ quy ninh cả thọt. Y tá ở đây chích thuốc thì rất điệu nghệ. Một tay thì vỗ vào mông chừng dăm cái làm động tác giả. Rồi thì phất, tay còn lại phóng tê mũi kim ngược vào mông và bơm thuốc. Không biết đau là gì. Ấy thế nhưng mà sau khi chích được chừng nửa ngày, thuốc bắt đầu tan ra làm nhức nhối hai vùng mông, nên lính ta sẽ không đi được bình thường, cứ cả lê lết hai hàng, đó là bình thường. Còn nếu lỡ ông nào bị áp xe thì còn khổ hơn nữa, phải mổ cái cục áp xe, khi đi phải nhờ thấy cây gậy để chống mà đi. Bị sốt như vậy chừng 3 ngày, con người ta khác liền. Da bắt đầu vàng đi vì thuốc ký ninh, người hốc hác. Tôi lúc đó được đến công tác, nhưng tuyệt đối không được nằm. Dù rằng khi sốt thì rất muốn được nằm, vì hễ cứ nằm là rất dễ lên cơn ác tính. Hàng ngày vẫn cứ phải đi vòng quanh đơn vị, hái rau diền gai để luộc, ăn cơm. Tuy được đến công tác nhưng vẫn phải gác, cũng như là một cách để vận động cơ thể cho nhanh dứt cơn. Lần đó tôi đã bị cho tới ngày thứ 5 mà cơn sốt của tôi vẫn không thấy giảm gì mấy. Buổi chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị chén đũa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa vào gốc cây, bỗng không nhìn thấy gì nữa, mắt hoa lên và chỉ còn nghe thấy tiếng la lên. Y tá, y tá! Tôi khi mở mắt ra, tôi mới biết là mình đang nằm ở Berlin trong bệnh xá dã chiến của tiểu đoàn bộ. Tôi đã mê man hết 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Anh em đã nói, thì ra bữa đó tôi bị lên cơn sốt. Tôi mới vừa té lăn xuống đất. Rất may anh em ở trong trung đội đã vội vàng ấm tôi vào nhà, rồi chạy đi kêu y tá. Anh Tuấn, quê ở Quảng Nam, đã chạy xuống trung đội chích liền một mũi thuốc, rồi báo cho đại đội cho người khẩn trương cán tôi lên trạm xá của tiểu đoàn. Chiếc võng được cột chặt vào cây đòn. Mỗi trung đội 2 người đã tập trung lại để cán. Cả anh Tuấn cũng đã đi theo. Mọi người vừa cán vừa chạy để có thể tới trạm xá mà kịp cứu sống mạng của tôi. Ôi, những người đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường đi nguy hiểm, bỏ cả cơm vì tôi, một người lính tân binh. Thế mới biết được sống trong sự đùm bọc, thương yêu nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa nhà, xa quê hương. Và cũng may, lúc đó tôi mới ở trong cơn hôn mê và đã được cứu kịp thời. Chứ nếu lỡ lên cơn ác tính thì chắc. Vậy là tôi đã thoát được một cái chết không đáng chết, nhờ vào tình đồng đội, sự yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của những người lính. Xin được cảm ơn và nhớ mãi. Có một chuyện, không biết có phải là nỗi buồn của đợt lính mới anh em chúng tôi không? Thì biết là ở Berlin đã luôn nổi tiếng với cà phê và đá quý. Thế nhưng với thời điểm của chúng tôi, 1983, đã không biết tới cái mùi cà phê của bạn. Rồi các bạn xem video. Già sao,